Bạn đang suy nghĩ làm thế nào để mình thành công, làm thế nào để mình kinh doanh có kết quả. Và ngày hôm nay trong video này, Sơn sẽ chỉ cho mọi người một cái phương pháp giúp cho mọi người có thể thành công ở bất kỳ một môi trường nào bạn đã lựa chọn. Thứ nhất, bạn hãy trở thành những người ham học nhất, những người dám rèn luyện nhất. Chỉ có cách chúng ta làm chủ công nghệ, chúng ta làm chủ cuộc chơi bằng cách chúng ta phải học. Học từ những cái cơ bản nhất, những cái đơn giản nhất, từ cái việc sử dụng mạng Internet để chúng ta ra kết quả, chứ không phải chúng ta trở thành nô lệ của nó và chúng ta sử dụng nó và phụ thuộc của nó hàng ngày. Hãy biến nó thành một cái công cụ, hãy biến nó một cái phương tiện để giúp cho chúng ta đạt được kết quả tốt hơn trong công việc kinh doanh của chúng ta. Việc thứ hai, chúng ta phải là người hành động thực sự. Tại sao? Và nếu hôm nay chúng ta có học xong, có rèn luyện xong, chúng ta có kỹ năng, có tư duy, buộc chúng ta tạo kết quả khi và chỉ khi chúng ta làm việc, là làm việc bằng cái tâm, làm việc bằng sự nhiệt huyết, làm việc bằng chính cái năng lực của mình, và hãy chứng minh cái năng lực của mình thông qua cái hành động của mình để tạo ra kết quả lớn nhất. Người ta đi theo bạn, người ta làm theo bạn, bởi vì bạn là người có năng lực, bạn là người có khả năng, vì người ta mới dám bỏ thời gian, công sức, tiền bạc để đi theo bạn. Vậy thì ngày hôm nay bạn đã có đủ công cụ và đủ cái trí tuệ của mình để hành động một cách thông suốt, giúp bản thân mình và giúp người khác thành công. Cái thứ ba, bản thân mình cần phải làm chủ được tư duy và cảm xúc của mình. Ngày hôm nay bạn có làm, có hành động, chắc chắn rằng bạn sẽ thất bại, bạn sẽ gặp khó khăn, nhưng bạn đừng bao giờ lùi bước, đừng bao giờ nản chí. Hãy làm chủ cái tư duy của mình, đừng bao giờ bỏ cuộc trước bất kỳ một cái vất vả nào, trước bất kỳ một cái khó khăn nào, thì điều đó mới giúp bạn vượt qua được chướng ngại vật để bạn đứng trên đỉnh vinh quang. Không một ai hành động ngay bước đầu để có thành công, chỉ có làm, đứng dậy, ngã ở đâu đứng dậy ở đó, thì lúc đó bạn mới là người trưởng thành, chứng minh được cái tư duy của bạn là đúng. Vậy thì ngày hôm nay bạn vẫn chưa làm được những cái điều đó, hãy ngồi xuống cùng tôi, ngồi xuống cùng Sơn để bàn lại kế hoạch, bàn lại công việc, bàn lại bước đi. Vậy thì không ngần ngại gì, hãy nhấc điện thoại lên, gọi ngay cho bản thân tôi, gọi ngay cho bản thân Sơn. Chúng ta sẽ ngồi với nhau 30 phút thôi, 30 phút chúng ta sẽ có một con đường mới, một kế hoạch mới để chúng ta hoàn thành mục tiêu của mình. Trong cuộc sống, mục tiêu duy nhất là làm thế nào để mình có một cái phương tiện vào cuộc sống thật tuyệt vời, đó là tiền bạc. Nếu ngày nay chúng ta không có tiền thì chắc chắn chúng ta sẽ không có một cái phương tiện nào để đi vào cuộc sống một cách tốt đẹp. Chúng ta có tiền, chúng ta mới mua và mới sắm được những thứ để phục vụ cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn. Mục tiêu tiếp theo đó là giúp người khác thành công, giúp thật nhiều người khác thành công thì chúng ta mới là người thành công. Vậy bạn chưa có môi trường rèn luyện, bạn chưa có môi trường để hỗ trợ, chưa có mentor để hỗ trợ bạn, hãy liên hệ ngay với bản thân tôi. Tôi và công ty CDG sẽ đồng hành cùng bạn, sẽ giúp bạn và đi theo bạn đến khi bạn không cần tôi giúp đỡ nữa, bạn đã trưởng thành và tự đứng lên được, thì chúng ta sẽ trở thành những đối tác thực sự tuyệt vời trong tương lai. Vậy thì đừng ngần ngại để chúng ta trao đổi với nhau, để chúng ta làm việc cùng nhau. CDG, Sơn cùng toàn thể đội ngũ sẽ chào đón bạn khi xem hết video này. Cảm ơn bạn, hãy nhấc điện thoại ngay để gọi ngay cho bản thân tôi.